Trước khi đến Yola thì em là một học sinh nhút nhát và ít nói, nhưng sau khi được tiếp xúc với các anh chị ở Yola thì các anh chị đã khuyến khích động viên em nói lên những suy nghĩ của mình, và từ đó em đã có thêm tự tin vào bản thân. Khi du học tại Mỹ thì việc này đã giúp em tự tin để giao tiếp với các bạn học sinh cũng như các giáo viên tại Mỹ, và em nghĩ việc này rất là quan trọng cho việc học tập của em tại Mỹ. Transform. Một năm về trước, em tham dự buổi Yola Senior. Đây là buổi lễ rất là lớn mà Yola tổ chức để tuyên dương các học sinh thành tích xuất sắc trong một năm vừa qua. Và lúc đầu em cảm thấy rất là vui, nhưng mà sau đó em cảm thấy suy nghĩ rất là nhiều vì khi thấy các bạn thành công như vậy. Và sau đó em đã ra ngay một quán trà sữa gần đó và lấy sách SAT ra luyện tập. Và kể từ đó em đã thay đổi rất nhiều. Cho đến bây giờ thì em đã hoàn thành ước mơ của mình. Em đã được nhận vào rất là nhiều trường đại học và đã được nhận rất nhiều học bổng mà em yêu thích. Em rất là vui. Ambitious. Học ở Yola vài ngày thôi cũng đã thay đổi con người mình rất nhiều. Thứ nhất là trong việc học tập, lượng bài tập cô giao về nhà có lẽ là hơi nhiều một tí, và điều đó thúc đẩy mình phải học nhiều hơn. Điều tiếp theo là học ở Yola là một môi trường giao tiếp bằng tiếng Anh hoàn toàn, bởi vậy nên mình phải tự thúc ép mình nói và giao tiếp bằng tiếng Anh, và điều đó giúp mình cảm thấy tự tin và năng động hơn cả. Một điều cuối cùng là khi học ở Yola, mình còn được làm quen với rất nhiều bạn bè và cũng như các anh chị. Trong đó có anh Hoài Trung, anh đã dẫn dắt cũng như đã đốt cháy lên cái ngọn lửa đam mê ca hát của mình, và điều đó vô cùng tuyệt vời. Energetic. Câu chuyện ở Yola mà gắn liền với sự trưởng thành của em nhất có lẽ là sự kiện Yola Talent Night. Vì từ trước đến giờ em chưa bao giờ dám bộc lộ bản thân của mình cả, cho đến khi sự kiện này được tổ chức, em nhận được sự động viên của anh Trung cũng như bạn bè nên đã tham gia, bộc lộ bản thân cũng như là khả năng sở thích của mình và đã thành công tại sự kiện đó. Hình mẫu mà em theo đuổi có lẽ là thầy Jack, vì thầy không sống rộng khuôn, thầy làm những gì mình thích, theo đuổi ước mơ của mình, cho nên em rất là hâm mộ thầy Jack. Risk-taking. Bên cạnh việc học, Yola đã tạo điều kiện cho em phát triển thêm rất nhiều kỹ năng khác, như là kỹ năng nói trước công chúng. Trước đây em rất là nhát và rất là ngại thể hiện bản thân trước mọi người, nhưng qua ngày Yola Talent Day, em đã có cơ hội trình bày suy nghĩ và ước mơ của mình bằng tiếng Anh trước công chúng, và em đã cảm thấy tự tin hơn rất là nhiều. Ngoài ra, Yola còn tạo sân chơi cho các bạn trẻ như em để thể hiện tài năng và đam mê của mình, như là cuộc thi Yola Talent Night. Qua cuộc thi này, em đã giao lưu được thêm rất là nhiều bạn trẻ khác với rất là nhiều đam mê và ước mơ hay. Và qua cuộc thi em đã học được một điều là thất bại không kéo mình xuống, mà giúp mình khắc phục bản thân, khắc phục những điểm yếu của bản thân và hoàn thiện bản thân hơn để tiến xa hơn trong tương lai. Inspired. Yola đã truyền cảm hứng cho em để trở nên tự tin và năng động hơn, bởi vì những anh chị ở Yola không chỉ là những thầy cô trẻ City và Top 4 mà còn là những tấm gương, những du học sinh đi trước truyền lại những kinh nghiệm cho em. Và nhìn thấy những thành công của các anh chị đó đã giúp em trở nên tự tin hơn và quyết định đi học của mình. Confidence.